Vật và sự kiện Kỳ 3, Nguyễn Trãi 1380-1442. Nguyễn Trãi, hiệu là Ước Trai, là một nhà chính trị, nhà văn, người đã tham gia tích cực khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo, chống lại sự xâm lược của nhà Minh với Đại Việt. Khi cuộc khởi nghĩa thành công vào năm 1428, Nguyễn Trãi đã trở thành khai quốc công thần của triều đại quân chủ nhà Hậu Lê trong lịch sử Việt Nam. Nguyễn Trãi có cha là Nguyễn Phi Khanh, con rể của quan tư đồ Trần Nguyên Đán, nhà Trần. Khi nhà Trần bị Hồ Quý Ly lật đổ, lập nên nhà Hồ, Nguyễn Trãi tham gia dự thi, thi đỗ Thái học sinh năm 1400. Nguyễn Trãi làm quan dưới triều Hồ với chức ngự sử đài chính trưởng. Khi nhà Minh xâm lược, cha ông là Nguyễn Phi Khanh bị bắt giải về Trung Quốc. Sau khi nước Đại Ngu rơi vào sự cai trị của nhà Minh, Nguyễn Trãi tham gia vào cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo, chống lại sự thống trị của nhà Minh. Ông trở thành mưu sĩ của nghĩa quân Lam Sơn, đề ra chiến lược cũng như soạn thảo các văn thư ngoại giao với quân Minh. Ông tiếp tục phục vụ dưới triều đại vua Lê Thái Tổ và Lê Thái Tông với chức vụ nhập nội hành khiển và thừa chỉ. Năm 1442, toàn thể gia đình Nguyễn Trãi bị kết án tru di tam tộc trong vụ án Lệ Chi Viên. Năm 1464, vua Lê Thánh Tông xuống chiếu ân xá cho ông. Nguyễn Trãi là một nhà văn quá lớn, có đóng góp to lớn vào sự phát triển của văn học và tư tưởng Việt Nam. Ông nằm trong danh sách 14 anh hùng dân tộc Việt Nam. Nguyễn Trãi, hiệu là Ước Trai, người làng Nhị Khê, nay là xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, thủ đô Hà Nội, là con của Nguyễn Phi Khanh, tiến sĩ cuối đời Trần, cháu ngoại tư đồ Trương Túc Quốc, thượng hầu Trần Nguyên Đán. Dưới thời nhà Trần, cha ông là Nguyễn Phi Khanh và Nguyễn Hán Anh được tư đồ Trần Nguyên Đán mời về dạy hai người con gái, con trưởng tên là Thái, con thứ tên là Thai. Nguyễn Phi Khanh dạy Thái, nhân gần gũi, đã làm thơ quốc ngữ khiêu gợi Thái, có quan hệ nam nữ với Thái. Hán Anh cũng làm thơ quốc ngữ bắt chước Phi Khanh. Rốt cuộc Thái có thai, Nguyễn Phi Khanh và Nguyễn Hán Anh bỏ trốn. Đến ngày Thái đẻ, Trần Nguyên Đán mới hỏi Nguyễn Phi Khanh ở đâu. Người nhà bảo Nguyễn Phi Khanh đã trốn đi. Trần Nguyên Đán cho gọi hai người về gả con gái cho Nguyễn Phi Khanh, sinh ra Nguyễn Trãi. Sau đó Nguyễn Phi Khanh và Nguyễn Hán Anh thi đỗ, nhưng vua Trần Nghệ Tông bỏ không dục, cho rằng bọn chúng có vợ giàu sang, như thế là kẻ dưới mà dám phạm thượng. Theo nhà nghiên cứu sử hiện đại Trần Huy Liệu, Nguyễn Phi Khanh và Trần Thị Thái có với nhau 5 người con theo thứ tự là Nguyễn Trãi, Nguyễn Phi Bảo, Nguyễn Phi Ly, Nguyễn Phi Bằng và Nguyễn Phi Hùng. Mẹ mất sớm khi Nguyễn Trãi mới 6 tuổi, bố ông ở ghế ở nhà ngoại, anh em Nguyễn Trãi ở nhà ngoại Trần Nguyên Đán. Đến năm 1390 thì Trần Nguyên Đán mất, Nguyễn Phi Khanh mới phải một mình nuôi các con. Ông ngoại của Nguyễn Trãi là Trần Nguyên Đán là một tôn thất, lại là đại thần triều Trần, không chống lại Hồ Quý Ly mà gửi gắm con cháu mình cho Hồ Quý Ly. Trần Nguyên Đán đem con làm mộng dữ ký thác cho Quý Ly. Hồ Quý Ly đem công chúa gả cho. Sau khi lên làm hoàng đế, Hồ Quý Ly cho Mộng Dữ làm Đông Cung Phán Thủ. Em của Mộng Dữ là Trần Thúc Giao và Trần Thúc Quỳnh đều làm tướng quân. Thượng hoàng Nghệ Tông thường ngự đến nhà riêng của ông để thăm bệnh và hỏi việc sau này, nhưng Nguyên Đán đều không nói gì, chỉ thưa: xin bệ hạ kính nước Minh như cha, yêu Chiêm Thành như con, thì nước nhà vô sự. Tôi giàu chết cũng được bất hủ, về sau con cháu Trần Nguyên Đán được Hồ Quý Ly bảo toàn. Năm 1400, Hồ Quý Ly phế chức vua Trần Thiếu Đế, lật đổ nhà Trần, thành lập nhà Hồ. Cùng năm, nhà Hồ mở khoa thi nho học, Nguyễn Trãi tham dự và đỗ Thái học sinh. Sách Đại Việt Sử Ký toàn thư chép, Quý Ly thi Thái học sinh cho bọn Lưu Thúc Kiệm 20 người đỗ. Nguyễn Trãi, Lý Tử Tân, Vũ Mộng Nguyên đều dự đỗ. Sau đó, ông được làm ngự sử đài chính trưởng Nguyễn Phi Khanh. Năm 1401, được Hồ Hán Thương lấy làm hàn lâm viện học sĩ. Năm 1407, Minh Thành Tổ, phái Trương Phụ đem quân xâm lược nước Đại Ngu. Nhà Hồ khang chiến, thất bại. Hồ Quý Ly cùng nhiều triều thần bị bắt và bị đem về Trung Quốc. Theo Đại Việt Sử Ký toàn thư, nhiều người kinh lậu không ủng hộ nhà Hồ.
nên hầu hết đầu hàng quân Minh. Cha ông là Nguyễn Khuy Khanh cùng một số quan lại nhà Hồ đã đầu hàng trước đó. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư không chép gì về Nguyễn Trãi ở thời gian này. Ngày 12, đầu mục bộ hạ của Mạc Thủy là bọn Nguyễn Như Khanh bắt được Kháng Thương và Thái tử Nhuế ở núi Cao Vọng. Bọn Hồ Đỗ, Phạm Ngục Ngạn, Nguyễn Ngạn Quang, Đoàn Bồng đều bị bắt. Còn bọn Trần Nhật Chiêu, Nguyễn Phi Khanh, Nguyễn Cẩn, Đỗ Mạn đã hàng quân Minh trước rồi. Theo sách Lịch Triều Hiến Chương Đổi Chí, sau cuộc chiến tranh Minh Đại Ngô, Đại Ngô đã rơi vào ách Minh Thuộc. Lúc này Nguyễn Trãi đang chạy trốn để thoát khỏi sự truy bắt của quân Minh. Tổng binh Trương Phụ ép Nguyễn Phi Khanh viết thư gọi ông. Ông bất đắc dĩ phải ra hàng. Trương Phụ biết ông không chịu ra làm quan hợp tác với quân Minh, muốn giết đi. Nhưng Thượng thư Hoàng Phúc thấy mặt mũi khác thường, tha cho và giam lỏng ở thành Đông Quan. Ngoài ra, anh em đàn ngoại của Nguyễn Trãi, các con của ông ngoại Trần Nguyên Đán, cậu ruột của Nguyễn Trãi là Trần Thúc Giao, Trần Nhật Chiêu cũng đầu hàng quân Minh, được phong tước cho giữ đất Diễn Châu. Đến năm 1408, nhà họ Trần nổi lên đánh quân Minh, khi đến Nghệ An đã giết Trần Thúc Giao, Trần Nhật Chiêu cùng 600 người khác. Cuộc đời của Nguyễn Trãi từ sau năm 1407 đến khi vào ý kiến Lê Lợi ở Lỗ Giang để tham gia khởi nghĩa Lam Sơn vẫn còn là một ẩn số. Cho tới nay, chưa thấy được những tài liệu chính xác đầy đủ về Nguyễn Trãi trong thời kỳ đó. Sử sách không chép hoặc không chép đầy đủ, thống nhất và bản thân Nguyễn Trãi cũng không ghi lại điều gì cụ thể. Nguyễn Trãi nói nhiều đến thập niên phiêu chuyển, 10 năm phiêu dạt, lên đên ở nơi chân trời góc biển trong một số văn thơ của ông, án chừng là để chỉ khoảng thời gian này. Tất nhiên con số 10 năm chỉ mang tính tương đối. Theo Phan Huy Chú trong sách Lịch Triều Hiến Chương Đổi Chí, sau khi ra hàng quân Minh, Trương Phụ muốn dụ dỗ ông ra làm quan nhưng Nguyễn Trãi từ chối. Trương Phụ tức giận, muốn đem Nguyễn Trãi giết đi, nhưng Thượng thư Hoàng Phúc tiếc tài Nguyễn Trãi, tha cho và giam lỏng ở Đông Quan, không cho đi đâu. Ông lòng giận quân Minh, tham độc, muốn tìm vị chân chúa để thờ nhưng chưa biết tìm ở đâu, bèn trốn đi. Đêm ngủ ở quán Trấn Vũ, Cầu Vọng, được thần báo cho tên họ Lê Thái Tổ, bèn vào Lam Sơn tham gia khởi nghĩa. Trần Quy Liệu trong sách Nguyễn Trãi cũng ghi lại tương đối giống như ghi chép của Phan Huy Chú, nhưng dè dặt hơn. Ông nhận xét hiện nay vẫn chưa đủ tài liệu để khẳng định dứt khoát rằng trong khoảng thời gian từ năm 1407 đến năm 1417, Nguyễn Trãi ở luôn Đông Quan hay có đi đâu không. Theo ý kiến khác của Trần Quy Liệu, dựa theo các bài thơ của Nguyễn Trãi, Nguyễn Trãi đã sang Trung Quốc ở thời gian này. Dựa trên một số bài thơ của ông có nhắc đến các địa danh ở Trung Quốc như Bình Nam, Dạ Bạc, Đêm Đổ Thuyền ở Bình Nam, Ngô Châu, Giang Tây, Thiều Châu, Văn Hiến Miếu, thăm miếu thờ ông Văn Hiến ở Thiều Châu, Đồ Chung Ký Hữu, Trên Đường Gửi Bạn. Theo Nguyễn Lương Bích trong sách Nguyễn Trãi đã đánh giặc cứu nước, dựa trên văn thơ của Nguyễn Trãi để lại và một số vài ghi chép của Lê Quý Đôn trong Toàn Việt Thi Lục, nói nhà Hồ mất, ông về ở ẩn, và Phạm Đình Hồ trong Tang Thương Ngẫu Lục viết nhà Hồ mất, ông tránh loạn ở Côn Sơn. Nguyễn Lương Bích khẳng định sau cuộc kháng chiến thất bại của Hồ Quý Ly, Nguyễn Trãi đã đi lánh nạn trong một khoảng thời gian khá dài như không hề bị quân Minh bắt giữ. Ông đã từng lánh ở Côn Sơn và sau đó còn chu du ở nhiều nơi khác nữa. Theo Nguyễn Lương Bích, những tư tưởng chính trị, quân sự ưu tú cùng nhiều quan điểm đạo đức, triết học của ông đã được củng cố và phát triển tốt đẹp trong thời kỳ này trên cơ sở của thực tiễn cuộc sống và những kinh nghiệm chiến đấu của các thời đại. Đồng thời cũng rút ra những tư tưởng nhân nghĩa của ông, Nguyễn Trãi đã xây dựng cho mình những quan điểm đúng đắn về khởi nghĩa và chiến tranh chống xâm lược. Các tài liệu Lịch Triều Hiến Chương Đổi Chí, Ức Trai Thi Tập, bài thơ Minh Lương của Lê Thánh Tông, chế văn của vua Trương Diệp Đế, Kiến Văn Tiểu Lục, Việt Sử Thông Giám Cương Mục, Sơn Nam Lịch Triều Đăng Khoa Khảo và Lịch Triều Đăng Khoa Bi Khảo chép rằng Nguyễn Trãi ý kiến Lê Lợi tại thời điểm ở Lỗ Giang nhưng không ghi năm nào. Theo Lê Quý Đôn trong Đại Việt Thông Sử, Nguyễn Trãi gia nhập lực lượng của Lê Lợi trước thời điểm khởi nghĩa Lam Sơn bùng nổ đầu năm 1418. Theo Trần Trọng Kim trong Việt Nam Sử Lược,
thì Nguyễn Trãi gia nhập nghĩa quân Lam Sơn vào năm 1420. Việt Nam Sử Lược chương 14 đoạn số 6 viết: khi Bình Định Vương về đánh ở Lỗi Giang thì ông Nguyễn Trãi đã vào ý kiến dâng bài sách Bình Ngô, vua xem lấy làm hay, dùng ông ấy làm tham mưu. Trước đó đoạn số 5 viết rằng: năm Canh Tý 1420, Bình Định Vương đem quân ra đóng đô ở Làng Thôi, rồi đem quân đóng đô ở Lỗi Giang. Theo Hoàng Xuân Hãn, Đặng Nghiêm Vạn, Phan Huy Lê cho rằng Nguyễn Trãi đã có mặt trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn từ hội thề Lũng Nhai đầu năm 1416. Theo Trần Huy Liệu, Nguyễn Trãi gia nhập nghĩa quân Lam Sơn vào năm 1420 hoặc 421. Theo Nguyễn Diên Niên, căn cứ vào Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Lam Sơn Thực Lục, những tư liệu được chép cùng thời kỳ Lê Lợi hoạt động buổi đầu ở vùng Thượng Du Thanh Hóa 1418-1424 chưa có sự tham gia của Nguyễn Trãi. Các sách trên đều có đoạn rằng: nguyên trước nhà vua kinh doanh việc bốn phương, Bắc đánh giặc Minh, Nam đánh đuổi quân Lào, mình Trãi trăm trận, đến đâu được đấy, chỉ dùng có quan võ là bọn Lê Thạch, Lê Lễ, Lê Sát, Lê Vấn, Lê Lý, Lê Ngân, 35 người. Quan quân là bọn Lê Văn Linh, Lê Quốc Hưng, cùng những quân thân như cha, con, 200 thiết kỵ, 200 nghĩa sĩ, 200 dũng sĩ và 14 thớt voi, cùng bọn chuyên chở lương thảo, cùng già yếu đi hộ vệ vợ con, cũng chỉ 2.000 người mà thôi. Địa điểm Lỗi Giang mà Nguyễn Trãi ra mắt là năm 1426. Theo sách Sơn Nam Lịch Triều Đăng Pha Khảo và Lịch Triều Đăng Pha Bi Khảo, Nhị Khê Sở Nhân, Niên Nhị Thập Thất, Trưng Hồ Quý Ly, Canh Thình, Nguyên Niên Thái Học Sinh, Quan Ngự Sử Đài Chính Trưởng, Hồ Mạc, Minh Nhân Nam Sâm, Lê Thái Tổ Khởi Nghĩa, Tiến Binh Tây Đô, Bính Ngọ Thu, Công Niên Tứ Thập Nhất, Yết Vua Lỗi Giang, Hành Dinh, Hiến Bình Ngô Sách, Tội Tham Mưu Duy Ác, Lữ Tiến Hàn Lâm, Thừa Chỉ Học Sĩ. Dịch ra là người xã Nhị Khê năm 21 tuổi, đậu tiến sĩ khoa Canh Thình, đầu triều Hồ Quý Ly 1400, làm chức ngự sử đài chính trưởng, cuối đời Hồ, nhà Minh xâm lược nước ta. Lê Thái Tổ khởi nghĩa tiến binh Tây Đô. Mùa thu năm Bính Ngọ 1426, ông 47 tuổi, đến dinh Lỗi Giang và dân Bình Ngô Sách, bèn được làm việc trong bộ tham mưu, tiến lĩnh chức Hàn Lâm Viện Thừa Chỉ Học Sĩ. Việc ra mắt Lê Lợi, các sách sử cùng thời đại đó như Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Lam Sơn Thực Lục không chép. Thời hiện đại, một số nhà nghiên cứu đã trích dẫn từ sách Toàn Việt Thi Lục của Lê Quý Đôn, từ phần họ gọi là Tiểu Chú về Nguyễn Trãi, trích rằng Nguyễn Trãi trao cho Lê Lợi Bình Ngô Sách, trong đó Nguyễn Trãi hoạch ra ba cái sách đánh quân Minh. Sách này không còn, mà chủ yếu là tâm công, đánh vào lòng người để đi đến chiến thắng. Sau khi xem Bình Ngô Sách, Nguyễn Trãi được Lê Lợi phong cho chức Tuyên Phong Đại Phu Thừa Chỉ Hàn Lâm Viện, ngay đêm dự bàn việc quân. Các sử gia Trần Huy Liệu, Nguyễn Lương Bích đã dùng cuốn Tang Thương Ngẫu Lục, cuốn sách mang tính truyền kỳ trong dân gian để nghiên cứu. Sách chép rằng Nguyễn Trãi đề xuất một kế nhằm tuyên truyền thanh thế cho nghĩa quân Lam Sơn. Ông dùng nước cơm trộn mật viết vào lá cây 8 chữ Lê Lợi Vi Quân, Nguyễn Trãi Vi Thần, nghĩa là Lê Lợi làm vua, Nguyễn Trãi làm tôi, với ý đồ kiến ăn mật, phát thành chữ trên mặt lá, rồi lá theo dòng nước trôi đi các ngã như tin báo từ trên trời rơi xuống. Tuy vậy, một số tướng lĩnh khác như Lê Sát, Phạm Vấn, Lê Thụ bất bình vì cho rằng Nguyễn Trãi quá cao ngạo và coi thường họ, những người đã chịu nhiều lao khổ từ khi cuộc khởi nghĩa còn trong trứng nước. Đinh Liệt hòa giải mâu thuẫn bằng cách đề nghị Nguyễn Trãi đổi lại thành Lê Lợi Vi Quân, Bách Tính Vi Thần, nghĩa là Lê Lợi làm vua, trăm họ làm tôi. Thế là tin Lam Sơn khởi nghĩa truyền đi khắp nơi, khiến cho mọi người hết sức tin tưởng vào tương lai của nghĩa quân. Đầu năm 1427, Lê Lợi phong cho Hàn Lâm Viện Thừa Chỉ Học Nguyễn Trãi làm Triều Liệt Đại Phu Nhập Nội Hành Khiển Lại Bộ Thượng Thư, kiêm chức Hành Khu Mật Viện Sự. Đây là lần xuất hiện đầu tiên của sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư về Nguyễn Trãi khi ông tham gia khởi nghĩa Lam Sơn. Lê Lợi xây dựng một tòa lầu nhiều tầng ở Dinh Bồ Đề trên bờ sông Hồng, cao ngàn tháp Bảo Thiên. Hàng ngày ngồi trên lầu trông vào thành Đông Quan, xem xét hoạt động của quân Minh. Nguyễn Trãi ngồi hầu ở ngay tầng dưới để bàn luận quân cơ và thảo luận thư từ đi lại. Tại đây,
Nguyễn Trãi đã viết hàng chục bức thư gửi vào thành Đông Quan chiêu dụ Vương Thông, gửi đi Nghệ An chiêu dụ Thái Phúc, cũng như dụ hàng các tướng lĩnh nhà Minh ở Tân Bình, Thuận Hóa và một số thành trì khác. Kết quả đã đạt được rất khả quan. Các thành Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hóa ra đầu hàng năm 1427. Bản thân Nguyễn Trãi cũng đã từng cùng với viên chỉ huy họ Tăng vào dụ hàng thành Tam Giang, khiến chỉ huy sứ thành này là Lưu Thanh ra hàng vào khoảng tháng 4 năm 1427. Ông cũng đã đem thân vào dụ hàng thành Đông Quan 5 lần. Quân Minh ở Giao Chỉ càng bị cô lập nhanh chóng, chỉ còn cố thủ được ở một số thành như Đông Quan, Cửu Lộng, Tây Đô. Cuối năm 1427, Minh Tuyên Tông xuống chiếu điều binh cứu viện Vương Thông, sai Liễu Thăng đem 10 vạn quân từ Quảng Tây, một thành, đem 5 vạn quân từ Vân Nam cùng tiến sang Việt Nam. Với trận Chi Lăng, Sương Giang, hai đạo viện binh của nhà Minh với số lượng lên tới hơn 10 vạn quân đã bị quân Lam Sơn tiêu diệt hoàn toàn. Tháng 11 năm 1427, tổng binh Vương Thông và nội quan Sơn Thọ nhà Minh sai Viên Thiên Hộ họ Hạ mang thư đến giảng hòa, xin mở cho đường về. Lê Lợi chấp nhận, lại gửi tặng thổ sản và hải sản. Dẫu vậy, Vương Thông vẫn do dự, chưa quyết đem quân ra đánh. Bị nghĩa quân đánh bại, suýt bị bắt sống. Ngày 22 tháng 11 năm 1427, Vương Thông và Lê Lợi tiến hành hội thề Đông Quan ở cửa Nam Thành, hẹn đến ngày 12 tháng 12 năm Đinh Mùi sẽ rút hết quân về nước. Lúc bấy giờ, một số tướng sĩ đến ý kiến và khuyên Lê Lợi nên đánh thành Đông Quan, giết hết quân Minh để trả thù cho sự bạo ngược mà người Minh đã gây nên ở Đại Việt. Nhưng ý kiến của Nguyễn Trãi thì lại khác. Sách Đại Việt Sử Ký Bản Kỷ Thực Lục, quyển 10, tờ 44 ghi rằng: Duy có hành khiển Nguyễn Trãi ở nơi tham mưu, được xem thư bọc sáp của Vương Thông gửi về nước nói: chớ tham chỗ đất một góc mà làm nhọc quân đi muôn dặm. Giả sử dùng quân được như số quân đi đánh khi đầu, lại được 6, 7, 8 đại tướng như bọn Trương Phụ thì mới có thể đánh được. Tuy nhiên, có đánh được thì cũng không thể giữ được, nên biết rõ thế mạnh yếu của giặc mới chuyên chủ mặc chủ hòa. Vua Lê Thái Tổ nghe theo và hạ lệnh cho các quân giải quay lui ra. Khi quân Minh sắp rút đi, một số tướng khuyên Lê Lợi nên đánh thêm một trận để cho giặc không dám sang nữa, nhưng Lê Lợi không đồng ý. Quân Minh rút về nước an toàn. Năm 1428, nhà Hậu Lê hình thành. Vua Lê Thái Tổ có hai đợt phong thưởng chính, lần một vào tháng 2 năm 1428 cho những quả thủ vào quân nhân thiết đột ở Lưỡng Ngai gồm 121 người, lần hai vào tháng 5 năm 1429 ban biển ngạch công thần cho 93 viên. Đợt phong thưởng lần hai có tên của Nguyễn Trãi. Vào tháng 3 năm 1428, sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép rằng đại hội các tướng và các quan văn võ để định công ban thưởng, xét công cao thấp mà định thứ bậc, lấy thừa chỉ Nguyễn Trãi làm quan phục hầu, Tư đồ Trần Hãn làm tả tướng quốc, Phu mật đại sứ Phạm Văn Xảo làm thái bảo đều được ban quốc tính. Theo sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư năm 1429, Lê Thái Tổ khai sắc biển công thần, ông được phong tước Á Hầu, phong thưởng cho tất cả 9 bậc: thứ nhất Huyện Thượng Hầu, thứ hai Á Thượng Hầu, thứ ba Hương Thượng Hầu, thứ tư Đình Thượng Hầu, thứ năm Huyện Hầu, thứ sáu Á Hầu, thứ bảy Quan Nội Hầu, thứ tám Quan Phục Hầu, thứ chín Trước Phục Hầu. Nguyễn Trãi ở bậc thứ sáu. Đầu năm 1428, ngay cả khi chưa chính thức lên ngôi vua, Bình Định Vương đã đại hội các tướng và các quan văn võ định công ban thưởng. Ngày 29 tháng 4 năm 1428, Lê Lợi đã làm lễ lên ngôi ở Điện Kính Thiên tại Đông Kinh. Đại xá thiên hạ, giao cho Nguyễn Trãi viết Bình Ngô Đại Cáo để bố cáo với cả nước về việc chiến thắng quân Minh. Năm 1433, Lê Thái Tổ mất, an táng ở Vĩnh Lăng tại Lam Sơn. Lê Thái Tông xuống sắc chỉ sai Nguyễn Trãi với tư cách là Vinh Lộc Đại Phu nhập nội hành khiển Chi Tam Quán Sự, soạn văn bia Vĩnh Lăng Thần Đạo Bi. Ngày 21 tháng 2 năm 1434, Lê Thái Tông bổ nhiệm 156 quan viên lớn nhỏ, trong số đó có Nguyễn Trãi. Năm 1435, Nguyễn Trãi dâng lên vua sách Dư Địa Chí, trong đó ông ghi chép khá đầy đủ về bờ cõi hành chính nước Đại Việt thời đó. Tháng 5 năm 1434,
Nguyễn Trãi đang giữ chức Hành Khiển, soạn xong tờ tâu để Nguyễn Tông Trụ mang sang đưa lên vua Minh. Bị nội mật viện Nguyễn Thúc Huệ, học sĩ Lê Cảnh Xước, đại tư đồ Lê Sát và đô đốc Phạm Vấn phản đối và trách cứ và đòi sửa chữa. Nguyễn Trãi kiên quyết giữ chủ kiến của mình. Cuối cùng, Lê Thái Tông vẫn theo thư bản tâu của ông, không thay đổi. Tháng 12 năm 1434, Nguyễn Trãi cùng các đại thần theo vua Lê Thái Tông làm lễ rước thần chủ mới của Thái Tổ và Quốc Thái Mẫu vào thờ ở Thái Miếu. Năm 1435, đại tư đồ Lê Sát tiến cử Nguyễn Trãi và một số viên quan khác vào dạy học cho Lê Thái Tông ở tòa Kinh Viên, nhưng vua Lê Thái Tông không chấp thuận. Trong vụ án bảy tên trộm vào tháng 3 năm 1435, ông tranh cãi với Lê Sát và Lê Ngân về việc xử lý bảy tên ăn trộm ít tuổi can tội tái phạm. Ông khuyên Lê Thái Tông nên nhân nghĩa. Pháp lệnh không bằng nhân nghĩa cũng rõ lắm rồi, nay một lúc giết bảy người e không phải là hành vi của bậc đại đức. Nhưng khi Lê Sát và Lê Ngân đề nghị ông dùng nhân nghĩa cảm hóa kẻ trộm thì ông từ chối. Cuối cùng xử chém hai tên, còn lại thì xử đi đày. Trước đây, Lê Thái Tổ đã sai Nguyễn Trãi định ra quy chế mũ áo nhưng chưa kịp thi hành. Tháng 2 năm 1437, vua Lê Thái Tông lại sai Nguyễn Trãi cùng với Lương Đăng sửa định nhã nhạc và quy chế lễ nghi trong triều đình. Nguyễn Trãi đã dâng lên bản vẽ khánh đá và biểu tấu. Vua Thái Tông khen ngợi và tiếp nhận sai thợ đá huyện Giáp Sơn lấy đá ở núi Kính Chủ để làm. Nhưng đến tháng 5 năm 1437, Lương Đăng dâng sớ thư về quy chế có nhiều ý kiến khác với Nguyễn Trãi ở những chỗ bàn về số lượng, trọng lượng các nhạc khí. Vua Thái Tông lựa chọn đề nghị của Lương Đăng nên Nguyễn Trãi tâu xin trả lại việc đã được giao phó. Tháng 11 năm 1437, vua Lê Thái Tông cho ban bố các nghi thức lễ đại triều do Lương Đăng soạn định với triều đình. Nguyễn Trãi cùng một nhóm văn thần như Đào Công Soạn, Nguyễn Văn Quyến, Nguyễn Liễu, Nguyễn Truyền dâng sớ phản đối nhưng không có kết quả. Cũng vì việc đó, Nguyễn Liễu bị thích chữ vào mặt đài ga Châu Sa. Khoảng cuối năm 1437, đầu năm 1438, Nguyễn Trãi xin về hưu trí ở Côn Sơn, nơi trước kia từng là thái ấp của ông ngoại ông, chỉ thỉnh thoảng mới vân mệnh vào chầu vua. Theo sách Lịch Triều Hiến Chương Lộ Chí, sau khi không hợp với Lương Đăng về việc nhạc, ông đã xin về quê hưu trí. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư cũng không chép ông làm gì sau thời gian này. Đến năm 1442, sách mới chép việc ông mời vua Lê Thái Tông về ngự ở Côn Sơn. Theo nghiên cứu của Trần Huy Liệu, căn cứ vào biểu tạ ơn của Nguyễn Trãi năm 1439, Lê Thái Tông mời ông ra làm quan, khôi phục lại hết các chức tước cũ, trừ chức lại bộ thượng thư. Chức danh và tước hiệu đầy đủ của ông khi ấy là Vinh Lộc Đại Phu, Nhập Nội Hành Khiển, Môn Hạ Sảnh Tả Ti Hữu Giáng Nghị Đại Phu Kim Hàng Lâm Viện, Thừa Chỉ Học Sĩ, Chi Tam Quán Sự, Đề Cử Côn Sơn Tư Phúc Tự, Á Đại Chí Tự, Tứ Quốc Tính Lê Trãi. Ông cũng được giao cho việc coi giữ sổ sách, xét án kiện quân dân ở Tây Đạo và Bắc Đạo. Nguyễn Trãi nhận mệnh vua, dâng biểu tạ ơn với sự hả hê thấy rõ. Trần Quý Liệu cho rằng đây là những năm đắc chí nhất của Nguyễn Trãi. Trong Pha Thi Hội năm 1442, Nguyễn Trãi với danh nghĩa là Hàn Lâm Viện Học Sĩ, kiêm Chi Tam Quán Sự ra làm giám khảo và lấy Đỗ Trạng Nguyên, Nguyễn Trực. Tháng 9 năm 1442, vua Lê Thái Tông đi tuần ở Biển Đông. Ngày 1 tháng 9 năm 1442, sau khi nhà vua diệt Vinh ở thành Chí Linh, Nguyễn Trãi đón Lê Thái Tông đi thuyền vào chơi chùa Côn Sơn. Khi trở về Đông Kinh, người thiếp của Nguyễn Trãi là Nguyễn Thị Lộ theo hầu vua. Ngày 7 tháng 9 năm 1442, thuyền về đến Lệ Chi Viên thì vua bị bệnh, thức suốt đêm với Nguyễn Thị Lộ rồi mất. Các quan giấu kín chuyện này. Nửa đêm ngày 9 tháng 9 năm 1442 về đến Đông Kinh mới phát tang. Triều đình quy tội Nguyễn Thị Lộ giết vua, bèn bắt bà và Nguyễn Trãi khép hai người vào âm mưu giết vua. Ngày 19 tháng 9 năm 1442, tức ngày 16 tháng 8 năm Nhâm Tuất, Nguyễn Trãi bị giết cùng với người thân ba họ gọi là Chu Di Tam Tộc. Sau khi Nguyễn Trãi chết, đa phần những di cảo thơ văn và trước tác của ông đều bị tiêu hủy. Bản khắc in sách Dư Địa Chí bị đại thần tư đồ Đinh Liệt sai hủy năm 1447.
Nhiều trước tác mất vĩnh viễn đến nay như Lục Thư, Ngọc Đường Di Cảo, Giao Tự Đại Lễ, Gia Quyến Nguyễn Trãi cũng lưu tán khi biến cố Lễ Chi Viên xảy đến. Theo gia phả họ Nguyễn Nhị Khê, em trai Nguyễn Trãi là Nguyễn Phi Hùng chạy về Phù Khê, huyện Từ Sơn, Bắc Ninh. Nguyễn Phù, một người con của Nguyễn Trãi chạy lên Cao Bằng, đổi họ sang họ Bế Nguyễn. Và vợ thứ năm của Nguyễn Trãi là Lê Thị, đang mang thai phải trốn về Phương Quốc, huyện Kim Môn, Hải Dương. Đặc biệt, bà vợ thứ tư của Nguyễn Trãi là Phạm Thị Mẫn, lúc đó cũng đang mang thai, được người học trò cũ của chồng là Lê Đạt giúp chạy trốn vào xứ Bồn Mang, sau về thôn Dự Quần, huyện Ngọc Sơn, phủ Tỉnh Gia, Thanh Hóa. Tại đây, bà sinh ra Nguyễn Anh Vũ. Để tránh sự chi sát của triều đình, Nguyễn Anh Vũ đổi sang họ mẹ là Phạm Anh Vũ. Tháng 8 năm 1464, sau 22 năm, vua Lê Thánh Tông đã xuống chiếu đại xá cho Nguyễn Trãi, truy tặng ông tước hiệu là Tán Trù Bá, bãi bỏ lệnh truy sát của triều đình với gia quyến Nguyễn Trãi và ra lệnh bổ dụng con cháu ông làm quan. Các ông Trần Nguyên Hãn, Phạm Quang Xạo, Lê Sát cũng được đại xá trong các đời Nhân Tông và Thánh Tông. Việc đại xá là để tỏ tấm lòng khoan hậu của hoàng đế đối với tội thần, không nên hiểu lầm là vinh quang. Nguyễn Anh Vũ khi ấy thi đỗ Hương Cống, được nhà vua bổ nhiệm làm chi huyện. Năm 1467, Lê Thánh Tông ra lệnh sưu tầm di cảo thơ văn Nguyễn Trãi. Sau khi Nguyễn Trãi bị nạn 70 năm, ngày 8 tháng 8 năm 1512, vua Lê Tương Trực truy tặng Nguyễn Trãi tước Tế Quang Hầu. Đến thời điểm này, Nguyễn Trãi mới được truy tặng tước vị tương đương lúc sinh thời. Chế văn truy tặng có câu: Long hổ phong vân chi hội, do tưởng tiền duyên. Văn chương sự nghiệp chi truyền vĩnh thùy hậu thế, chính là gặp gỡ long hổ phong vân còn ghi duyên cũ, truyền tụng văn chương sự nghiệp để mãi đời sau. Nguyễn Trãi có 5 người vợ và 7 người con trai. Vợ là bà Trần Thị Thành, bà Phùng Thị, bà Lê Thị, bà Nguyễn Thị Lộ và bà Phạm Thị Mẫn. Các con của ông gồm có Nguyễn Ứng, con của bà Trần Thị, Nguyễn Phù, con của bà Trần Thị, Nguyễn Bản, con của bà Phùng Thị, Nguyễn Tích, con bà Phùng Thị, Nguyễn Anh Vũ, con bà Phạm Thị. Ông tổ chi họ Nguyễn ở Quế Lĩnh, Phương Quốc, huyện Kinh Môn, Hải Dương, con bà Lê Thị. Còn cháu đời sau gồm có Nguyễn Thiện Thuật, Nguyễn Văn Cừ,